Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cái con ngạc này nha anh em. Con ngạc này gọi là con ngạc trung cổ nữa nè. Trung cổ review của team khá là đà. Nói chung là khá là được. Nhìn là khá là ok luôn á. Phải nói là ok. Ê, con phi thể điêu thiện phi thăng 2 với lại đóng chát phi thăng 1 là được con phi thăng 3 đó anh em. Đúng không? Đúng không? Chính xác là được một con, được một con hén phi thăng 3. Nhưng mà ông không thích chơi hén phi thăng 3. Ông chơi hai con 2 con 1 cho nó vui gì đó. À thiếu một con đúng không? Thiếu một con nữa mới được một con phi thăng 3 đây mà. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô tới con ngạc này. Như đây là cái cụm lẩu 4X. Cụm lẩu 4X thì chưa gì hết là đập lên level 4 rồi thấy chưa. Dạ men. Chưa hết trơn sáu mấy ngàn không. Cái cụm lẩu này chắc mừ nữa rồi. Chắc mừ nữa rồi. Rồi cái này thì đợi tính sau nha anh em. Anh em sẽ theo dõi cái cụm này. Thì server 401 đây là gọi là trung cổ tiếp tục. 401 tới bây giờ 1000 mấy rồi. Mấy trăm ngày rồi đó anh em. Chung chứ không được cổ nha. Cổ là 1x, 2x, 3x gì đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua bên cái phần bảng xếp hạng cho anh em xem. Chắc kim hàm thì thôi nhé luôn. Hàm kim hết rồi. Đây hạng 27 cấp. Lực chiến đứng hạng 23. Hàm kim nhiều lắm. Không nhiều như mấy cụm trước đâu. Cụm 300 thì hàm kim sẽ nhiều hơn tí nữa. Whip chỉ mới whip 8 thôi anh em. Chỉ mới whip 8 thì chứ không nhiều luôn. 14 triệu mấy thôi. 14.445k. Đó, điểm danh thì phải nói 800 mấy chục ngày chứ phải dân dừa luôn. 821 ngày nha. Rồi con ngạc này thì mệt nghỉ luôn. BK chắc lá cũng thú vị nữa đây. Rồi bây giờ mình sẽ vô tới main. Đầu tiên là main qua đà thức tỉnh full. Nói chung là đồ kim full. Bảo vật thì có 80 và ngựa thì nguyệt quả long nha. Danh tướng thì đang xài là Trương Lương, chiến pháp là Như Bàn Thạch, vô giải và kiên thủ. Con qua đà này siêu trâu luôn, 50 mấy triệu máu. Động chát hén, động chát hén phi thăng 1 bên quần. Hết kim bảo vật kim. Thằng bên cộng 60 bảo vật kim full trăm luôn, full tinh luyện, nói chung full hết rồi. Ngựa thì tinh bôn lôi. Con ngựa anh em để ý cái dàn ngựa nha. Cao tiệm ly danh tướng, chiến pháp là khiêu khích với lại quen đường. Đây. Lữ bố thức tỉnh full 9 sao, nói chung là thằng bên cộng 7 85 luôn nè. Đá thằng binh thì đá gì đây, mình cho anh em xem luôn nè. Đang khảm một cái viên đá lữ bố nguyên phá. Trước khi tấn công cứ một điểm nộ khí bản thân nhiều hơn mục tiêu, khiến mục tiêu chịu thêm sát thương gián tiếp bằng 20% tấn công của bản thân. Ui cái viên đá này phải nói là khá là whip cho vị tướng lữ bố của chúng ta rồi. Thì tại hiện tại là đang xài con chất tướng hơi yếu đam chút xíu là tầng thủy quèn, chơi siêu phòng siêu giảm thương, chiến pháp khai dương bạo ngược và kỳ tập. Khi đánh thường á, đánh thường nó sẽ cộng nộ. Chắc chắn là con lữ bố này đã giới hạn lên kim rồi nha anh em, tại vì không thích cái giao diện kim thôi, thích cái giao diện bình thường cho nó mộc mạc. Cho nó mộc mạc xíu nha. Rồi đây là Phụng Nghi Điêu Thiền, vị thằng hai, thằng binh thì cộng mới có 85 mà. Một set kim, bảo vật kim, ngựa thì nhật, tự tin danh tướng Trương Lương, chiến pháp là gì đây? Phùng Sưng nè, nhìn là biết Phùng Sưng rồi. Phùng Sưng và lui thủ luôn, chiến pháp lạ quá. Nếu võ tướng không chịu hiệu quả khống chế, hoàn trả 50% ngộ khí kỹ năng tiêu hao tối đa 2 điểm. À cái này là chiến pháp này ngày xưa nếu Điêu Thiền mà chưa bị fit lỗi á, thì nên xài. Còn bây giờ là chiến pháp nó đã fit lỗi cái chiêu của Điêu Thiền rồi, cho nên mình không cần phải xài nữa. Đây là cái đồng tâm sách ha. Tiếp theo luôn, tả từ một kim. Tả từ kim thì một set kim, bảo vật kim, ngựa kim full trăm, thức tỉnh 9 sao luôn, ngựa nhật tử tinh nha. Danh tướng Trường Lương, chiến pháp đang xài là cái hoài nhật cốc với lại cái dương tá và du cát, tỉnh full luôn. Rồi, đồ đạc của nó là full, chiến pháp đang xài quan đường với lại nguyên thần kế. Và đây là hai con thiên tướng. Nó quá thì nhiều anh em, tẩy luyện thì coi tẩy luyện của lữ bố thôi nha. Lữ bố tỷ luyện thì công 22%. Ồ, tỷ luyện của mấy con ngạc cũ này cũng tùy ông nhân phẩm, tùy ông hố nhân phẩm lắm nha. Ủa, nãy mình coi lữ bố phải không trời? Lữ bố phải không? À, nãy có lộn đóng chát, má ơi, giỡn. Phá ngô 24% nè, phòng tăng 30% nè, kháng thuộc 24%, HP 30% nè. Phải nói phải như vậy chứ anh em, chứ bây giờ mà kim mà tới tầm này mình thấy lữ bố 10 triệu công mà chưa có đá luôn á, mình chưa thấy đá bọng gì luôn á.
Ngựa thì đang xài con Thiên Ngô Văn với Level Max luôn rồi đó nha. Rồi mấy con ngẹt này đúng là nhìn đồ nhìn khủng rồi chứ. Coi ba cái vàng thú là ba con thú thôi rồi thấy thiên hạ đều là của ta. Khủng khiếp rồi. Tinh Bông Lôi luôn. Ồ lộn, Thiên Bông Lôi mới gọi là con tứ tá hả ta? Tưởng là Tinh Bông Lôi là nó full rồi đấy. Tại ông nội này, ông Thiên Ngô Văn. Ừ đúng rồi, Thiên vừa đi thiền, như là được ba con ngựa đã lên đỏ nha nè. Rồi cái phần sổ tướng thì không nói nhiều nữa, chắc có bốn sổ đều đều hết trơn, không được nào phản đâu. Bốn nè, động chắc kháng cũng bốn luôn nè, ba rưỡi không được bốn, đưa bố bốn luôn nè, và điều thiền cũng bốn luôn nè, tiếp theo thì cũng bốn luôn. Nguyên vàng sổ này chắc bốn điều đó anh em. Mình sẽ qua bên phần khác đi, phần khác là thằng giỏ biết không? Không gian ba sao, nhật sở cung hai sao và túi càng khôn năm sao, chỉ thiên kiếm năm sao, cũ thiên sách rồi thêm nhật sở cung ở ngoài nữa. Dàn thằng giỏ này tạm gọi là quá ok, tạm gọi là quá ok đó nha anh em, chứ không có cùi nha. Thẻ nè, thẻ chắc điếm hay mệt đây. Chuẩn bị tư thế rồi đó. Đèn kim đi kiếm thẻ kim, nó một thẻ kim được kích hoạt nè, một cái thẻ kim được kích hoạt. Điếm thẻ đỏ nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cái đỏ. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 cam và 20 đỏ, khá là nhiều. Ở cái VIP 8 này là cũng khá là nhiều rồi anh em, nhiều lắm rồi đó. Cẩm nang thì điếm kim chắc cũng hơi mệt đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 chưa được 20 cái hay là 17 18 và 18 cái cẩm nang kim. Mệnh tinh kiếm mình tinh lẩu 10 nè, mệnh tinh dân tinh cũng mệnh level 3 sắp 4, cũng dân tinh level 2 và dân quá dân quê level 4 mắt. Ôi gì không có mệnh tinh 10 anh em ơi, cũng dân tinh cũng level 1 luôn, không được level 2 nữa. Rồi mình sẽ trở ra phần tướng. Cái phần tướng này nó dư mấy nhiều nè, cái phần tướng mấy ngạc này dư mấy nhiều nè, dư điếm mệt nghỉ mà không biết được bao nhiêu tướng kim thôi, đủ chiến pháp khí định thần nghìn độ hay không. Rồi trước khi vô phần tướng thì em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mới của mình nha anh em. Chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ luôn nha, và một ngày mới thật là vui vẻ luôn đi, nói chung là vui là chính. Rồi tướng công tôn tỏn nhiều thế, hôm này lúc trước ông chơi công tôn tỏn à, sao tôi kéo hoài cũng gặp công tôn tỏn miết vậy. Có kìa công tôn tỏn kìa, ngồi điếm cả trăm con á má ơi, lại công tôn tỏn có kìa nhé. Yeah, kìa tấm thằng ơi nhiều. Còn Nguyệt Anh rồi chừng nào được con tử thượng là mới thấy được tử thượng là một tướng kim. Anh muốn điếm tướng con này cũng mệt ta. Rồi Diên Thực kìa, vậy được có mỗi con tử thượng à, mảnh tướng thì khá nhiều nha. Lục Châu 97, mảnh tương quán, mảnh mấy kia cũng không nhiều lắm đâu, sau đó gom lại cũng trăm mấy mảnh à. Nhưng mà ông được ba con tướng hén ở cái VIP này là ghê rồi. Cái gì ông được sắp con được con phi thăng 3 mà ở VIP 8 này là quá ghê đó. Thằng thú thì trời, thằng Bạch Hổ 5 sao, Thanh Long 5 sao, Bạch Ly 3 sao, thằng Bạch Trạch 5 sao, thằng Thánh Côn 3 sao, thằng Quyền Vũ 5 sao và thằng Quả Kỳ Lăng 5 sao. Ghê. Và thằng Niên Thú 3 sao. Thế cái tầm này chỉ có thằng và thằng thôi chứ không còn cái gì nữa chứ. Thằng này thằng nọ, thằng tùm lum tà la đó. Rồi chẳng pháp thì chắc mình nghĩ cũng 15-15 hết đó anh em. Chẳng pháp thì mình nghĩ 15-15 chắc rồi, thấy không? Thì còn thêm có cái chặng giảm sát thương 30% vừa luyện xong nữa đây nè. Tất cả bút sát thương 30%. Bút sát thương chứ lộn. Và bây giờ mình sẽ qua bên cái túi. Tôi có đồ lẩu đợt này để chơi không? Lẩu 4800 thì không có để lẩu anh em. Tướng Hoàng Kim 200 mấy mảnh luôn nè. Mảnh này là mảnh Tôn Thượng Hương. Và cái mảnh này là mảnh vừa rồi nè. Mảnh Vi, ô lộn hứa chữ. Và dưới đây tướng khá là nhiều luôn, rất là nhiều, 17 cắn nè, chuẩn bị lên hàm ha. Và đá thằng binh và 101 cái thằng binh kim nè anh em.
Đúng là ngoài server cũ tài nguyên nó nhiều, giả mang 101 cái thằng bên kim chứ không phải dạng ít nha. Nhiều á. Trứng cá là nấm, là nấm nè, do hữu cơ rồi nè. Rồi đầu lẩu tích đâu đó cũng được 5.000 chứ không nhiều. Đá thì sao? Ôi đá hơi đen anh em ơi, không có thị huyết luôn. Ngăn xương tán cho mày 3 viên ngăn xương, 1 viên quá thương, 1 viên chi hồn, 1 viên linh quẩn, 1 phong trắng hể và bản nguyên. Ôi con ngạc đen dữ hả? Không có 1 viên đá công luôn anh em. Công mà cái dạng công bên thị huyết chi hồn không có luôn á. Anh em nhìn thấy không? Không ra thanh long hồn như ý luôn nữa. Tôi mới thấy con ngạc này độc lạ luôn nè. Mấy ông ghi có đen chăng nữa, mấy ông cũng còn được viên thanh long hồn như ý. Hay là nãy kia còn ông này ông gấp. Chắc kiểu ông này ông cũng nhai video tôi dữ lắm à. Ông bán viên thanh long hồn như ý đang mở thị huyết. Nhưng đâu có được, đâu có dễ vậy chứ hả? Đâu tôi coi này, tôi coi thử đi. Con ngày này có đá không? Tôi vô tôi nã cái lỡ nổi viên thị huyết. Chắc ông ẩm tôi, ông dục sâu lòn, ông ẩm tôi, quân dương chứ lộn chứ mà mở đá giùm mà còn bị dục xong nữa thì chết chết thiệt đó chứ. Bây giờ mình vô BK nha, mấy con ngạc này BK thì anh em không phải chê cái vấn đề mở nhây và lâu. Chắc quýnh trong top 30 thôi anh em. Quýnh nói chung là những con ngạc nông dân chơi với những ngạc nông dân mình ăn hiếp người ta chút xíu thôi. Để coi cái trận đấu nó được căng thẳng và nó hấp dẫn chút xíu thôi. Chứ không có ý gì. Hồi ông kia ông chơi có cả con thú gian dối luôn à. Không chơi gian dối luôn à. Không cần chơi bạch chơi gì bạch ly với lại câu mang luôn à. Mấy tên ngô gặp tên nguồn tầm này là thì khi đam khủng lắm chứ không đam khủng là chịu nổi mình đâu. Đã từ tầm này lợi hại lắm. Khôi lỗi khổ độc biên giả kinh hùng giang đông hiểm thủ một em đã ra đi thì có tùng sách đâm chính thường tướng giấu trong nha. Tôi nào ra quánh nè đã cơ tùng sách talon. Cứ tưởng tùng sách bá lắm, nhìn cái giao diện nhìn thấy ghê. Gian chi rồi phải vô. Chắc không đào đâu. Ui ui đang gián tiếp kìa, anh em thấy chưa? Ánh ma Canada thiệt đó. Ôi kìa, không nữa kìa. Ui ui đang gián tiếp. Không, em đã hết nộ thì khỏi quýnh chiêu luôn. Hết nộ là khỏi dùng chiêu luôn. Điều thiền lợi hại cũng như bạn thánh tôn không phải đi. Để mình quạ bạn ơi. Đứng im. Bị dính gian dối rồi nó không cho mượn nộ mới ghê. Đúng rồi, nó phải cho mượn nộ mà không cho mượn nộ luôn. Con thú nó lợi hại quá. Ba chùm xương gió. Chắc không có đau đâu. Ôi ôi nhìn đang gián tiếp của nó kìa. Cũng tiếp. Thôi lỗi. Ôi anh em nhìn đạp chứ. Cái đang gián tiếp của đá thằng binh nó khủng quá. Hơi bị kinh luôn á, đang nó khủng khiếp luôn á. Ở cái này mà chơi cẩm nang mới nữa thì sao mà đỡ được, trời con lưới bố nó cũng không phải dạng dừa luôn đó anh em. Ủa, hôm qua tên thục quýnh cho nhây nè. Thật con đứa kia ông chơi thú gian dối nhìn cũng không đã. À, thủy chính lưu bị triệu văn, 2 triệu văn luôn à. Ông này chơi đam mê triệu văn thế nhờ. Quốc cho 12 triệu văn luôn. Thay vì triệu văn lấy men thống ngon hơn nha anh em. Không còn bức đam được các kiểu. Kiểu này 2 triệu văn hỗn lực là cũng như không à. Ôi
cái thằng võ năm này đi với con yêu sù này thì thôi chứ. Thôi lỗi khổ độc long kinh ngạc men chịu quanh quýnh đau ghê chịu thủ hồi xuân ân trạch thiên hạ. Cái này cũng tới Tết, cái kính nó chưa đủ nộ luôn. Con sai lại tư mấy đi chứ. Chết thì chết. Đau nè, trống tới mùa quýt luôn. Chúng ta chết nổi. Vậy chứ. Ngân xương một đống mà quýnh cho nổi chết. Còn chưa tử tinh nữa, một bầy tử tinh nữa. Hôm nay mà đứng rồi. Hết nộ luôn. Đứng. Ôi ôi là tại đây nhìn đang gián tiếp cùng chịu quăng nó mắc kìa. Mắc máu kìa. Đó. May lặn lưu bị nó đấy rồi đó. Chứ không là còn mệt nữa. Chết nữa kìa. Ok kìa chết luôn kìa. Nó trật sắc. Em thấy cái quần què gì không? Tôi không hiểu gì chưa. Bạn đang giải tiếp nhiều thế nhờ. Lại luôn đó, thằng binh mạnh dữ ta. Lần đầu tiên tôi thấy luôn á. Chết luôn rồi nè. Rồi mấy ông tin đi. Mặc dù không có đá thì biết không có gì hết trơn nha. Tôi lưu nước một phát một chết luôn nha mấy ông coi nè. Là vừa hiệu ứng độc, là phần trăm máu nè. Còn chim chó nữa. Rồi cổng chim độc được các kiểu nữa nè. Đây nè coi nè, bay luôn nè. Nó. Nó. Chưa quýnh luôn á. Thấy gì chưa, anh em thấy gì chưa. Ảo lắm, ảo lắm. Anh em nhìn kỹ nha, BK thêm ông top trên nữa nè. Nè, còn cỡ mấy tem này thì còn may ra còn chống được. Chứ mấy tem nãy nhìn thấy nản. Không có nổ đi chơi. Ở điều thiền phi thân 1 nè. Nhìn vậy đi, cho nó đã. Lây với nhau rồi cho vui. Mà nghĩ chắc không lây nổi. Mà để thuộn dưới cho bàn thống cho lưu bị trên thì ngon hơn. Cái để gì bị tả từ nó trốn chết. Cả thằng bên đằng kia có cũng phải dặn vừa nha. Ủa đau đó. Ủa mà chịu quăng lành có đá thằng binh lên em. Ê chịu quăng xài cái cặp hang rồi. Phương quang niết bàn. Thôi lỗi khổ độc. Mà cũng qua đà là một trong những thách búp mà anh em không phải lo. Đầy cây nè. Đó. Em thấy không, búp một phát còn đầy cây luôn, đổng chát. Tăng lắm. Nó búp thường qua lượt còn dữ đi. Thường qua lượt nè. Búp cái là đầy đó. Búp phát hai mấy triệu hay gì á. Chịu quăng quýnh kìa. Tào kìa chịu quăng quýnh kìa. Chịu gió. Ok. Đâu rồi? Mẹ ơi, nó mất máu. Ôi ôi. Trừng sạch nhấp nộ luôn em. Chết luôn rồi. Phải. Đúng rồi, cái đá thần binh này. Cái tem này sao bá đó nhờ. Thiệt sự rất là bá luôn anh em. Trời ơi, luôn bị chết rồi, ai cứu. Tem này đi với điêu thiền hán. Bá đúng bá luôn. Đứng không thì khó chịu quá, khó chịu dường như là bên kia chỉ đứng nhìn thôi nè. Tới lưỡi bố mà nó lướt phát này nữa thì thôi chứ đỡ nổi, đỡ sao mà đỡ nổi, mà đỡ nè.
Ôi ôi, đam gián tiếp. Hơi bị phởi phê. Trời chết chân luôn rồi. Mọi kiếm top trên quýnh đi, top dưới chịu không nổi đâu. Ai đang hẹn 23, ai quýnh với 22 đi. Chứ quýnh với 21, 24, 25 đồ nó quýnh không có lại mình. Ngàn này bị cà phê quá. Đây rồi, đối thủ của chúng ta đây. Quần là phải gặp Ngụy chơi mới được. Ngụy nó mới trị quần được. Khắc tinh đó anh em, Tào Tháo là khắc tinh luôn á. Để coi, Lữ Bố chúng ta làm được không? Nhưng mình nhớ cái âm thịnh Dương Si là mình thấu cốt tuyệt cấp. Chúng thua tem này quá. Âm thịnh Dương Si là bàn thống nó xài. Giờ tem mình quánh vô nữ là điều gì nó chết sao? Quýnh không vô máu luôn. Quýnh không vô máu anh em à. Được châu phi thăng 2 nữa, ông này dạng ghê, có dạng vừa. Khai thiên tịch địa. Thôi đổi khổ độc. Diệu thủ hồi xuống. Quýnh chết tiêu thiền không phải đã. Quýnh chết tiêu thiền có được nha. Có mỗi thiền là nữ nè. Quan thiền như mình nhớ xài vô giải gì vậy. Qua đài thì vui giải nè. Thấu cốt tuyệt cấp. Cứ sao mắc méo nổi. Liêu rồi. Tôi thấy gì cái liêu là tầm này là cái đuối rồi đó. Thường bị chóng luôn. Lướt mẹ anh cho anh không khi nhắn lại à. Lướt đó đau chưa. Sao mà đỡ cho nấu. Ủa Ngụy chịu không nổi luôn hả trời. Ủa hả quýnh nữa kìa. Chết ngắt thượng luôn rồi. Bắn này sống à. Ui mẹ đái con Lữ Bố này nó bá quá anh em ơi. Phải nói nó quá bá. Thôi cái mình con mình tướng mình lo sợ nhất thì nó cũng đã bay màu rồi. Có ma thiệt đó. Ốc trên chịu không nổi luôn. Lữ Bố quá dữ. Cái chừng không còn nọ luôn. Thi thể ngất trời. Ôi mày. Ôi nó mạnh. Ủa quýnh gì vậy? Chết chân. Ảo quá đi. Diệu thủ hồi xuân. Qua đà nó bút lần 160 triệu. Thôi, nói chung là mấy hàng này chịu không nổi luôn rồi. Tháo cũng chịu không nổi luôn với cái thằng võ. Thằng võ bây giờ quá khủng khiếp. Cả Tào Tháo mà không cho mượn nổ nổi luôn mà. Đây, thử ông này coi sao. Cái ông kia thấy cù bắp cù bơ quá. Yếu đam quá, ông này tôi cho bộ lực hơn chút xíu nè. Quýnh tới 100 triệu không liêu. Dưới 100 triệu là coi như là bỏ liêu luôn. Quýnh phải từ 100 triệu cho lên nha liêu. Rồi liêu dây lên bảng điểm số luôn. Sâm la quỷ dịch. À, đánh bay lên liêu tiền rồi. Khai thiên tịch địa. Thì con thượng này lơ mơ quýnh không chết nổi mấy thằng buồn này luôn. Thôi lỗi trời đó. Thi thể ngất trời. Đúc cho anh kinh. Diệu thủ hồi xuân.
thì full cây. Ý là mệnh tinh bình thường thôi nha. Cầm mấy mệnh tinh huyết nữa, lưỡi bố nước còn dữ nữa. Thấu cốt tuyệt cấp. Thôi đất ơi, con Liêu nó mất máu rồi má ơi. Vậy trời sao? Gì là không ổn với tôi rồi. Anh quýnh gì là không ổn rồi. Nhìn con Liêu thấy nản quá, tàu rồi nó mạnh. Thôi nó mạnh. Ý thì xài hán vũ á nha. Chưa ờ chứ xài thành thủy hoàng, chưa xài hán vũ chưa đó. Phượng quang niết bàn. Khôi lỗi khổ độc. Thi thể nhất trời. Quay đi. À lũ bố này nước phá thiệt chứ. Rồi đó. Kali mặc dù chưa còn sống nhưng mà tôi thấy nó ngáp. Kari thì vẫn còn hai con trên đó. Nhưng mà tôi thấy ngáp hết rồi. Chịu hết nổi. Cái gì ta tự tìm chí. Chí lắm như vậy. Khai thiên tịch địa. Diệu thủ hồi xuân. Quýnh không mắc giọt máu ở bên trên quần luôn mà ngựa giáp còn full đầy cây luôn. Cái này. Rồi Tào Tháo chết luôn, ai cho mượn nộ. Nè mang tôi lưỡi búa lướt cái này nè. Tôi nghĩ ba này sống không thọ luôn á. Thằng trăm máu động chát rồi thằng trăm máu của gián tiếp tùm lum rồi thêm thêm cẩm nang gì đến nó. Diệu thủ hồi xuân. Lưỡi búa đứng hơi lâu. Chưa kịp quýnh, lưỡi búa quýnh được cái một. Kiếm gì cao cao, đem ngô mình mạnh coi. Win cái đi nghỉ coi. Không là win này này sao. Đây nè Giang Ương nè, ông này chắc thua nữa mà què nha. Ý còn được võ thánh trong kia nha. Còn võ thánh trong kia nha anh em. Chưa nè, chưa vội. Không vội nha. Cứ từ từ. Cứ từ từ rồi cháu cũng sẽ nhờ. Giang Đông thiết thủ. Diễu sợn khí hạ. Dương gió bao. Thì con bố chúng ta sẽ làm được gì với cái tên ngô mà giải thánh này. Thiên hương hồng nha. Thôi lỗi khổ độc. Biên giả kinh hồng. Nhiều thủ hồn. Cái này có thêm du cát nữa mới ghê. Em nghĩ nó ác đó chứ. Mất máu luôn trời. Thiên hương hồng nhan. Giang đông thiết thủ. Dương gió bao. Không ai kịp thủ. Không ai kịp thủ. Mất máu luôn. Le lử kèo rồi xong. Chợ thánh ra. Ờ tự nhiên làm cái gì không mắc giọt máu luôn. Úi 4 cái luôn ạ. Giỡn mặt. Nổ chết Văn Ương đi. Văn Ương. Tên này quá trâu. Đúng là tên thần quần với tử tinh nữa nó trâu. Cảm giác nó trâu trâu cái gì. Rồi cái lượt này mà nó không quýnh thôi, nó quýnh còn chết nữa.
Thì đúng rồi. Mình nhìn, mình nhìn. Nhìn nè. Cũng dồn quá nhiều làm sao mà sống, tôi nhìn để thấy đi gì. Quá thì cũng dồn. Tôi nhìn nó thấy ghê quá, không hề khủng quá. Quýnh nãy giờ cảm giác như là không thấy thua luôn á em, không thấy thua mấy ông này luôn. 3 tỷ 9, 4 tỷ nè, quýnh đại giao 4 tỷ thua cái đây rồi nghỉ cho nó mát bụng ra. 4 tỷ này chơi hán mới chịu nổi nha, chơi mấy tướng thường cũng chịu nổi luôn á. Rồi, tỷ kính chịu văn nè. Để coi quýnh lượt 1 coi nó đủ lực không các bạn, không đủ lực thì cũng bay màu luôn nha. Cơ bản là xem này, có giá cắt quả sẽ có đủ nộ nha. Nếu không có giá cắt quả thiếu nộ chết luôn. Diệu Liên có khí định hình nguồn nó mạnh lắm. Rồi cái này là chịu nổi. Không có đủ nộ. Ba cái chỗ đó anh này không có đủ nổ đi chơi. Em này đúng phần trăm máu, tên kia mà không có đủ nổ nữa mà. Rồi, tem này bị lột nữa, què gì. Quá ba. Không có nào được tích đêm giờ, đem cũng dồn hết. Nghe nói các bạn cũng trâu, tự giáp thì cũng nhiều. Chứ các bạn cũng dâu, ngữ giáp thì cũng nhiều. Mình xin nhẹ chỉ kính đâm chính nghe. Mình đâm chính nhưng chịu bị phế, quýt không được. Đội hình này là đội hình gọi là siêu khắc chế. Tội nghiệp. Rồi anh em, cái tem này không chịu nổi với mình, nhìn là biết thua mình. Em là quá trí. Rồi thì còn rất là nhiều ạc, như là những ạc dạng hàm kim này thì mình quýnh chắc không lại rồi. Mình lết tới đó là cũng hơi dạng dừa anh em, dạng khủng rồi. Gặp mấy đêm đâm chữ này thì chịu không nổi đâu. Rồi dùng ương như lục châu thôi, đi quýnh những đe lử. Thú gian dối rồi các kiểu nữa sao trời. Em mình phải công nhận là trâu lắm rồi. Ồ, quýnh vô đam quá trời. Quýnh hai trước muốn le lử. Kinh đạo thái lãnh. Quá mạnh sản phẩm còn lại. Đây là lần đầu tiên mình thấy mình đi đấy. Diệu thủ hồi xuân. Mấy ông kia chịu không nổi luôn. Mới thấy kính được 100 triệu qua tài. Kính đạo hải lãnh. Kính đạo hải lãnh. Em đang chết khi thằng một qua quần châu kia. Chỉ có ngưng quấn phần trăm máu cả đó nó mới mất thôi.
Đó. Con chính thì nó đợi nhiều máu thôi, đợi cái đuổi không mất luôn á. Này nó tự đổi nha. Không ai dính con bị bố nó ngáp cái gì thua. Chính đạo hải lãnh. Nên kính đâu, kính đều không mất máu luôn à. Chỉ có dây ngư dạng đâm chuẩn thì chịu thua. Đóng nổi. Lâu lâu có nhà con quýnh lộn đã chứ. Chính đạo hải lãnh. Không ai dính nút. Chính đạo hải lãnh. Rồi, còn có mình một rồi. Cái gì nói kìa. Ôi đáp. Mình cố tình lên đây win đừng thua mấy ông này anh em. Chứ giờ đụng sao nổi với ông đó. Mình dù gì cũng đã win rất là nhiều rồi. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh trước khi khỏi video nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.